Trong thứ Ba ngày 5 tháng 1 hôm nay, Thủ tướng Trudeau thất vọng về việc triển khai vaccine COVID-19 chậm, cảnh báo những ai đi du lịch nước ngoài sẽ không được nhận phúc lợi bệnh tật khẩn cấp. Số ca nhập viện ở tỉnh Ontario lên cao, bệnh viện dã chiến ở thành phố Burlington bắt đầu hoạt động. Các thi thể được cất giữ trong xe kéo lạnh sau khi nhà xác lớn ở thành phố London vượt công suất. Tỉnh Quebec và Ontario đang xem xét lệnh giới nghiêm và tỉnh Quebec đang xem xét đóng cửa trường học. Doanh số bán nhà ở Vancouver tăng 53,4%, lập kỷ lục mới cho tháng 12. Toronto hủy bỏ cuộc diễu hành ngày Thánh St. Patrick hàng năm cùng các sự kiện lớn ngoài trời đến hết tháng 3. Bão lớn đã gây mất điện nhiều nơi ở tỉnh BC. Người trúng sổ số di trú được chính thức nộp đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 5 tháng 1 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau trong cuộc họp báo hôm thứ Ba cho biết, ông rất thất vọng khi biết rằng một số lượng lớn vaccine coronavirus của Canada vẫn nằm trong tủ đông thay vì được tiêm. Ông có kế hoạch tăng số lượng tiêm chủng trong cuộc họp với thủ hiến các tỉnh vào cuối tuần này. Canada đã nhận được hơn 424.050 liều vaccine Moderna và Pfizer, nhưng chỉ 35% trong số đó đã được các tỉnh tiêm chủng, với khoảng 148.000 người Canada đã được tiêm cho đến nay. Chương trình tiêm chủng của tỉnh Ontario đặc biệt chậm, chỉ có 50.000 liều đã được tiêm trong tỉnh kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 12. Nếu tỉnh tiếp tục chỉ tiêm 2.500 mũi mỗi ngày, sẽ mất hơn một thập kỷ để tiêm chủng cho tất cả người lớn ở tỉnh. Thủ hiến Doug Ford, thủ hiến Ontario, thừa nhận hôm nay đã có một số khó khăn ban đầu. Chiến dịch tiêm chủng của tỉnh đã bị tạm dừng một phần trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, nhưng ông hy vọng việc phân phối sẽ tăng lên đáng kể trong những ngày tới. Tỷ lệ tiêm chủng tính theo đầu người của tỉnh Ontario hiện ở một trong những mức thấp nhất trên toàn quốc. Trong khi đó, thì tỉnh Alberta, BC và PEI cho đến nay đã tiêm nhiều mũi nhất trên đầu người, và tỉnh Manitoba là nơi tiêm ít liều nhất. Thủ hiến Manitoba Brian Pollister cho biết tỉnh của ông có nhiều người sống ở nông thôn và vùng sâu vùng xa hơn, nên rất khó đem vaccine của Pfizer đến với những người này. Thủ tướng Trudeau cho biết Canada dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu liều vaccine vào cuối tháng Giêng, đủ để tiêm cho 500.000 người theo chế độ 2 liều. Ông lặp lại cam kết sẽ mua đủ vaccine để tiêm chủng cho những ai muốn tiêm cho đến cuối tháng 9, 2021. Canada sẽ phải tiêm khoảng 100.000 liều mỗi ngày trong 268 ngày tới nếu muốn tiêm chủng cho tất cả người dân vào thời điểm đó. Thiếu tướng Danny Fortin, chỉ huy quân sự lãnh đạo hậu cần vaccine tại Cơ quan Y tế Công cộng Canada, cho biết Canada sẽ nhận được 208.000 liều vaccine Pfizer mỗi tuần trong 3 tuần tới, trong khi 178.000 liều Moderna dự kiến sẽ đến vào ngày 11 tháng 1. Thiếu tướng Fortin cho biết nhóm của ông tại Trung tâm Điều hành Quốc gia sẽ gửi thêm thiết bị bảo quản lạnh, tủ đông lạnh và tủ giữ nhiệt, cùng các công cụ khác để giúp các tỉnh có thêm địa điểm để quản lý vaccine Pfizer. Mặc dù tất cả các tỉnh đã bắt đầu tiêm vaccine, nhưng hầu hết đã dự trữ liều thứ hai để bảo đảm có đủ nguồn cung. Tiến sĩ Theresa Tam, Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, cho biết, bởi vì các tỉnh có thể tin tưởng vào số lượng liều cụ thể đến mỗi tuần trong tương lai gần, họ có thể bắt đầu tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt. Trong khi một số quốc gia chỉ sử dụng một liều trong chế độ 2 liều, hoặc sử dụng liều thứ hai trễ hơn thời hạn 21 ngày được khuyến nghị giữa các mũi tiêm, bà Tam cho biết Canada cam kết tuân theo các hướng dẫn sản phẩm từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng các nhà nghiên cứu đang xem xét hiệu quả của một lần tiêm. Những người đi du lịch ở nước ngoài sẽ không thể xin phúc lợi bệnh tật để cách ly. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết chính phủ liên bang đang thực hiện các thay đổi đối với khoản trợ cấp bệnh tật $1,000, bảo đảm bất kỳ ai đi du lịch vì những lý do không cần thiết sẽ không thể truy cập đơn xin để trang trải chi phí cách ly khi trở về lại Canada. Trong bài phát biểu đầu tiên ở Rideau Cottage vào năm 2021, Thủ tướng Trudeau đã lên án những người đi du lịch quốc tế trong kỳ nghỉ lễ. Văn phòng của ông đã xác nhận với CTV News rằng Thủ tướng đã không đi du lịch và dành những ngày nghỉ lễ ở nhà với gia đình.
Không ai nên đi nghỉ ở nước ngoài ngay bây giờ, Thủ tướng Trudeau nói và hứa sẽ sớm thêm chi tiết để bảo đảm những người đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ. Lần đầu tiên được công bố vào mùa hè này, phúc lợi phục hồi sau bệnh tật CSRB được thiết kế để cung cấp $500 mỗi tuần trong tối đa 2 tuần cho những nhân viên bị ốm hoặc phải tự cách ly vì những lý do liên quan đến COVID-19 hoặc có các bệnh lý tiềm ẩn khiến họ nhạy cảm hơn với virus. Tuy nhiên, những lo ngại đã được đưa ra về việc người Canada yêu cầu quyền lợi này để trang trải cho thời gian nghỉ việc trong khi hoàn thành 14 ngày tự cách ly bắt buộc sau khi họ trở lại Canada từ chuyến đi du lịch. Phúc lợi này không dành cho những du khách đang cách ly khi họ trở về sau kỳ nghỉ. Chương trình này được tạo ra để cho người lao động nghỉ ốm khi họ cần mà không nhận được từ chủ lao động. Vẫn chưa rõ liệu sự thay đổi này có thể xảy ra trước khi Quốc hội hoạt động trở lại vào cuối tháng hay không. Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh rằng những người Canada đi du lịch không thiết yếu sẽ tự chịu rủi ro và sẽ được yêu cầu xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi trở về nhà. Ngoài ra, thì chính phủ cũng đang áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung và các quan chức liên bang sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch cách ly của khách du lịch trở về. Những người không có kế hoạch thỏa đáng sẽ phải ở 14 ngày trong cơ sở liên bang. Mọi người cần phải xem xét điều này một cách nghiêm túc. Không tuân theo các quy tắc có thể có hậu quả nghiêm trọng, bao gồm tiền phạt và ngồi tù, Thủ tướng Trudeau nói. Đồng thời, Thủ tướng cho biết một phần lý do khiến chính phủ tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi du lịch là nếu người Canada chọn rời đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cuối cùng bị mắc kẹt ở nước ngoài, chính phủ liên bang không có kế hoạch tiến hành hồi hương hàng loạt. Tỉnh Ontario cho biết họ có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho tất cả nhân viên y tế, cư dân và những người chăm sóc thiết yếu tại viện dưỡng lão ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trước ngày 21 tháng 1. Tỉnh này vốn đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc xử lý triển khai vaccine, cho biết kế hoạch này sẽ bao gồm viện dưỡng lão ở Toronto, vùng Peel, vùng York và Windsor Essex. Tiến sĩ Isaac Bogart, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm vaccine của Ontario, cho biết những thách thức về tổ chức hậu cần là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ. Các quan chức y tế ở Ontario đã báo cáo thêm 3.128 ca nhiễm COVID-19 và thêm 51 ca tử vong. Số ca nhập viện là 1.347 và 352 bệnh nhân COVID-19 hiện nằm trên giường chăm sóc đặc biệt ICU. Các quan chức y tế công cộng đã nói rằng con số 350 người nhập viện vào ICU là ngưỡng cho việc bắt đầu hoãn lại hoặc thậm chí hủy bỏ các cuộc phẫu thuật nhỏ và dịch vụ chăm sóc không liên quan đến COVID-19. Các ca nhiễm mới bao gồm 778 ở Toronto, 614 ở vùng Peel, 213 ở vùng York, 172 ở vùng Durham, 151 trường hợp ở Middlesex, London và 151 ở Hamilton. Bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh Ontario ở thành phố Burlington trong khuôn viên bệnh viện Joseph Brant Hospital đang tiếp nhận bệnh nhân trong tuần này vì các ca bệnh lên cao ở toàn khu vực phía nam Ontario, bao gồm Hamilton, Niagara, Haldimand County và Burlington. Bệnh viện dã chiến được xây dựng vào tháng 4 như một phần trong kế hoạch năng lực của mạng lưới bệnh viện. Chi phí tốn khoảng $2 triệu và có thể chứa 93 bệnh nhân. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã quyết định hoãn tiêm mũi thứ hai cho nhiều người đã tiêm liều đầu tiên, vaccine Pfizer-BioNTech, để họ có thể tiêm và bảo vệ bằng một liều duy nhất cho nhiều nhân viên y tế tuyến đầu hơn. Tỉnh Quebec báo cáo 2.508 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Ba và 62 ca tử vong. Số ca nhập viện vốn là mối quan tâm ngày càng tăng ở tỉnh, đứng ở mức 1.317 người, với 194 bệnh nhân COVID-19 trong đơn vị chăm sóc đặc biệt. Con số gần đây nhất từ tỉnh cho thấy số liều vaccine được tiêm ở Quebec chỉ hơn 32.700 liều. Với số lượng ca COVID-19 hàng ngày vượt khỏi tầm kiểm soát vào kỳ nghỉ lễ, chính phủ Quebec hiện đang xem xét áp đặt các hạn chế thậm chí khắc nghiệt hơn. Tỉnh có thể đóng cửa các trường học thêm 1 hoặc 2 tuần, đồng thời đóng cửa các hoạt động không thiết yếu trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng. Tỉnh bang cũng đang nghiên cứu ý tưởng áp dụng lệnh giới nghiêm, một khuyến nghị của Bộ Y tế Công cộng Quebec theo Radio Canada,
Nếu được áp dụng, đây sẽ là lệnh giới nghiêm đầu tiên của tỉnh Quebec kể từ khi bắt đầu đại dịch. Lệnh giới nghiêm cũng có thể đang được xem xét ở tỉnh bang Ontario, với Quebec đang đàm phán để đưa ra quyết định cuối cùng về biện pháp an toàn. Thủ hiến Doug Ford cho biết, ông muốn xem các trường hợp COVID-19 sẽ đi đến đâu trong thời gian ngắn tới trước khi triển khai điều gì đó tương tự cho tỉnh. Mọi thứ sẽ được đưa ra để bàn thảo, nhưng chúng ta hãy xem các con số sẽ đi đến đâu. Thủ hiến cho biết vào thứ Ba, tôi sẽ có một cuộc thảo luận sắp tới với Thủ hiến François Legault, ông Ford cho biết. Tính đến tối ngày 5 tháng 1, Canada báo cáo thêm 7.222 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 ở Canada lên mức 618.646 ca, với trên 523.000 đã hồi phục. Hiện có 77.646 ca còn bệnh. Số ca tử vong ở mức 16.233 ca. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, New Brunswick báo cáo thêm 27 ca nhiễm COVID-19 mới, một kỷ lục mới trong ngày của tỉnh. Điều này đã khiến các quan chức y tế thông báo sẽ lùi mọi khu vực của tỉnh sang giai đoạn phục hồi màu cam với nhiều hạn chế hơn, có hiệu lực vào nửa đêm thứ Ba. Nova Scotia báo cáo 3 ca nhiễm mới. Các quán bar và nhà hàng trong khu vực Halifax đã có thể mở cửa trở lại phục vụ ăn uống trực tiếp vào thứ Hai với một số hạn chế được đưa ra sau nhiều tuần bị đóng cửa. Newfoundland và Prince Edward Island đều có một ca COVID-19 mới. Thủ hiến Dennis King của PEI cho biết, du lịch khu Đại Tây Dương sẽ không mở lại trước 25 tháng 1. Các quan chức y tế muốn theo dõi ca bệnh tiềm ẩn liên quan đến các cuộc tụ họp vào dịp lễ và đêm giao thừa. Tỉnh Manitoba có 130 ca nhiễm bệnh mới và 7 ca tử vong. Thủ hiến Brian Pollister đã mở rộng nội các và chia đôi công việc của Bộ trưởng Y tế trong bối cảnh đại dịch làm giảm sự tín nhiệm đối với chính phủ của ông. Heather Stephenson và Audrey Gordon cùng quản lý lĩnh vực y tế. Bà Stephenson, cựu Bộ trưởng Gia đình, sẽ lãnh đạo hoạt động về đại dịch với tư cách là Bộ trưởng Y tế và Người cao niên. Gordon, một thành viên Quốc hội lập pháp nhiệm kỳ đầu tiên, lãnh đạo Bộ Sức khỏe Tâm thần, Sức khỏe và Phục hồi. Bà là Bộ trưởng Nội các da đen đầu tiên trong lịch sử của Manitoba. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 153 ca nhiễm mới và 5 ca tử vong vào thứ Ba. Tổng cộng có 4.254 liều vaccine Pfizer đã được tiêm trên địa bàn tỉnh cho đến nay. Việc tiêm chủng cho các cư dân viện dưỡng lão và các nhà cung cấp dịch vụ y tế đã bắt đầu vào sáng thứ Ba tại khu vực phía Bắc của tỉnh. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 843 ca bệnh mới và 26 ca tử vong. Nhân viên chăm sóc sức khỏe thứ hai, một phụ nữ khoảng 50 tuổi ở vùng Edmonton đã chết vì COVID-19. Bộ trưởng Y tế của Alberta, Tyler Sandro, bảo vệ hệ thống phân phối vaccine của tỉnh, vốn bị chỉ trích rằng quá chậm. Bộ trưởng cho biết có 26.269 người đã được chủng ngừa tính đến thứ hai. Ông Sandro nói, chúng ta đang đi đúng hướng để có thêm 3.000 người được tiêm nửa hôm nay, điều đó có nghĩa là vào cuối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đạt khoảng 29.000, mục tiêu ban đầu đặt ra vào giữa tháng 12. Bộ trưởng lưu ý rằng, lô hàng vaccine tiếp theo sẽ được chuyển đến vào thứ Ba và cho biết tỉnh đang làm việc nhanh nhất có thể. Tỉnh British Columbia đã công bố 428 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 8 trường hợp tử vong. Hiện có 367 người đang nằm viện, trong đó 77 người đang được chăm sóc đặc biệt. Tiến sĩ Bonnie Henry cho biết, trọng tâm ban đầu của tỉnh là tập trung vào các nhóm cư dân ưu tiên, bao gồm cư dân và nhân viên chăm sóc dài hạn, nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người sống trong các cộng đồng First Nations xa xôi, với mục tiêu có khoảng 150.000 người được chủng ngừa vào tháng 2. Vào hôm nay thứ Ba, tỉnh BC cũng đã gia hạn tình trạng khẩn cấp của tỉnh mà đã áp dụng kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, nhưng cần được gia hạn thường xuyên. Tại Yukon, các nhân viên y tế đã khởi động chương trình tiêm chủng vào thứ Hai với vaccine Moderna tại một viện dưỡng lão ở Whitehorse. Nunavut cũng đã cung cấp chi tiết về kế hoạch của mình vào thứ Ba. Việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào tuần này tại trung tâm dành cho người lớn tuổi ở Iqaluit. Vùng lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territory dự kiến sẽ bắt đầu chủng ngừa vào tuần tới. Các thi thể được cất giữ trong xe kéo lạnh sau khi nhà xác lớn ở London, Ontario vượt công suất.
nhà xác lớn nhất ở khu vực Tây Nam Ontario có sức chứa 28 thi thể. Khi đợt sóng COVID-19 thứ hai gây chết người của đại dịch tiếp diễn, nhà xác lớn nhất phía Tây Nam Ontario đã hết sức chứa trong những ngày gần đây, buộc Trung tâm Khoa học Y tế London phải đưa đến một xe kéo trailer lạnh để lưu trữ các thi thể. Cuối tuần này, đơn vị bệnh lý pháp y của mạng lưới bệnh viện ở London đã lên đến công suất 28 giường và các quan chức đã đưa vào một xe lạnh di động để lưu trữ các thi thể cho đến khi có thể xử lý xong các công việc tồn động. Việc Trung tâm Khoa học Y tế London sử dụng giải pháp giữ thi thể thay thế là một biện pháp tạm thời đã được thực hiện, đặc biệt để cho phép tiếp tục hỗ trợ các nhu cầu của bệnh nhân và gia đình của họ. Văn phòng điều tra khu vực và hệ thống điều tra tử vong của Ontario cho biết, đây là lần thứ hai bệnh viện sử dụng xe lạnh di động do nhà xác hoạt động quá công suất kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch. Các quan chức cho biết, thách thức về năng lực sẽ được giải quyết trong vòng vài ngày. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, đã có 108 trường hợp tử vong trong khu vực của đơn vị y tế Middlesex London do COVID-19. Đơn vị bệnh lý pháp y khu vực ở phía Tây Nam Ontario do cả Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe St. Joseph và Trung tâm Khoa học Y tế London Health Science Centre điều hành. Khám nghiệm tử thi được thực hiện ở đó và các thi thể được giữ ở đó trong khi nhân viên điều tra và gia đình làm việc để thu xếp. Trung tâm Khoa học Y tế London cam kết chăm sóc và che chở an toàn và tôn trọng các thi thể sau khi chết. Hãng hàng không WestJet bán 4 máy bay cho đội bay chở hàng của Amazon. Khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm do đại dịch COVID-19, hãng hàng không Canada WestJet đã bán lại một số máy bay của mình cho Amazon để vận chuyển hàng hóa. Hôm thứ Ba, Amazon thông báo đã mua 11 máy bay Boeing 767-300 để bổ sung vào đội bay chở hàng ngày càng tăng, trong đó có 4 chiếc từ WestJet Airlines. Nhà bán lẻ trực tuyến cho biết 4 máy bay của WestJet hiện đang được chuyển đổi từ chức năng chở khách sang chở hàng và sẽ gia nhập đội bay của Amazon Air vào cuối năm nay. Người phát ngôn của WestJet cho biết những chiếc Boeing 767 này đã không còn vận hành vào năm 2020 khi công ty tìm kiếm người mua. Một đại diện từ Amazon xác nhận các máy bay của WestJet đã được mua vào tháng 3. Amazon cho biết 7 máy bay khác trong thỏa thuận đã được mua từ Delta Airlines. Doanh số bán nhà ở Vancouver tăng 53,4%, lập kỷ lục mới cho tháng 12. Thị trường bất động sản của Vancouver kết thúc năm 2020 với sự tăng vọt, khi làn sóng mua nhà vào tháng 12 đã giúp thị trường phục hồi từ năm 2019, bất chấp đại dịch COVID-19. Hội đồng bất động sản của Greater Vancouver cho biết, doanh số bán nhà tăng 53,4% trong tháng cuối cùng của năm 2020 so với tháng 12 năm ngoái. Đã có 3.093 căn nhà được bán trong tháng 12, tăng từ 2.016 căn nhà vào tháng 12 của năm 2019. Giá nhà tổng hợp ở Vancouver kết thúc năm ở mức 1.047.400 đô la, tức là tăng 5,4% so với cùng thời điểm năm ngoái. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tổ chức, bà Colette Gerber cho biết, đại dịch COVID-19 đã đưa thị trường nhà ở gần như bế tắc vào tháng 3, nhưng nhu cầu về nhà ở trở lại trong suốt mùa hè, mùa thu và mùa đông do lãi suất thấp. Tại Vancouver, bà Gerber cũng chỉ ra tác động của đại dịch đối với nhu cầu nhà ở thay đổi. Khi ngày càng nhiều người mua, tìm kiếm những ngôi nhà độc lập bên ngoài trung tâm thành phố, trong bối cảnh yêu cầu ở và làm việc tại nhà ngày càng phổ biến. Trên toàn khu vực trung tâm, đảo Bowen, Sunshine Coast và Towatson đã chứng kiến mức tăng giá nhà tổng hợp lớn nhất trong một tháng trong tháng 12. Hội đồng bất động sản Fraser Valley gần đó cho biết, doanh số bán nhà vào tháng 12 năm 2020 cao hơn 81,2% so với mức bình thường ở khu vực xung quanh Surrey. Tính đến năm 2021, số lượng nhà được rao bán ở Vancouver đã giảm 0,8% trong tháng 12 so với tháng 12 năm 2019 và giảm 23,2% so với tháng 11. Điều đó đưa tỷ lệ bán hàng trên danh sách nhà đang niêm yết ở mức 36,2% trong tháng 12. Hội đồng Quản trị Bất động sản cho biết, tỷ lệ bán hàng trên số lượng nhà đang niêm yết trên 20% trong một thời gian dài sẽ đẩy giá nhà cao hơn. Bà Gerber cũng nói rằng trong tương lai, nguồn cung nhà sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc xác định xu hướng giá nhà.
Toronto hủy bỏ cuộc diễu hành ngày thánh St. Patrick hàng năm cùng các sự kiện lớn ngoài trời đến hết tháng 3. Cuộc diễu hành St. Patrick's Parade ở Toronto hàng năm sẽ không diễn ra vào tháng 3 do đại dịch COVID-19. Sau khi tham vấn với Hiệp hội diễu hành St. Patrick của Toronto, các quan chức y tế thành phố quyết định hủy bỏ sự kiện ngoài trời để bảo đảm công chúng được an toàn. Theo St. Patrick's Toronto, các sự kiện lớn ngoài trời khác đã bị hủy bỏ đến hết ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, quan chức thành phố vẫn chưa xác nhận điều này. Mất điện do bão lớn ở Thái Bình Dương hoành hành khắp British Columbia. Một cơn bão lớn khác ở Thái Bình Dương tấn công tỉnh British Columbia gây mất điện ở nhiều khu vực. Nhà khí tượng học Mark Madriga cho biết, những cơn gió mạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng tới bờ biển BC, với gió mạnh đạt đỉnh ở Metro Vancouver ập đến từ giữa chiều đến tối thứ ba. Ông Madriga nói thêm, những cơn gió đó sẽ kèm theo mưa lớn, đặc biệt là gần các ngọn núi. Cơ quan Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo gió lớn cho Central Coast, Vancouver Island, Greater Victoria, Howe Sound, Metro Vancouver, North Coast, Southern Gulf Island và Sunshine Coast. Cơ quan này cũng cho biết có thể xảy ra thiệt hại đối với các tòa nhà, chẳng hạn như ván lợp máy và cửa sổ. Gió lớn cũng có thể hất tung đồ vật hoặc làm gãy cây. Cảnh báo về gió đã khiến BC Ferries hủy bỏ hầu hết các chuyến tàu vào thứ ba. Nhân viên BC Hydro đã sẵn sàng ứng phó với tình trạng mất điện. Vào khoảng 3 giờ chiều thứ ba, có khoảng 22.000 khu nhà không có điện, đa số là ở khu vực đảo Vancouver Island. Khu vực Whistler và Sea to Sky Highway cũng nằm trong diện cảnh báo tuyết rơi với lượng tuyết từ 15cm đến 20cm. Người trúng sổ số di trú được chính thức nộp đơn bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Những người nhập cư hy vọng đưa cha mẹ hoặc ông bà của họ đến sống lâu dài ở Canada sẽ sớm biết được liệu họ có đủ may mắn để giành được một vị trí thông qua quy trình sổ số để đoàn tụ gia đình hay không. Cơ quan Người tị nạn nhập cư và quốc tịch Canada IRCC đang bắt đầu thông báo cho những người bảo lãnh tiềm năng, người đã điền vào các mẫu đơn trực tuyến vào mùa thu năm ngoái, bày tỏ nguyện vọng tái định cư cho người thân. Quá trình thông báo sẽ diễn ra trong 10 ngày tới. Sau khi loại bỏ các mẫu đơn bị trùng lập và không hoàn chỉnh, quan chức IRCC chọn ngẫu nhiên 10.000 cá nhân mời họ nộp đơn chính thức. Hàng chục nghìn người nhập cư tuyệt vọng để bảo lãnh người thân của họ đã thất vọng mỗi năm bởi chương trình này. Chính phủ đã quay trở lại hình thức sổ số sau khi hệ thống trực tuyến đến trước được phục vụ trước vào năm ngoái gặp khó khăn. Bộ trưởng Di trú Marco Mendicino đã gọi chương trình bảo trợ cho cha mẹ và ông bà là một chương trình tiến bộ, nhân ái và chỉ có ở Canada. Bộ trưởng Mendicino nói rằng, do khó khăn từ đại dịch toàn cầu, chính phủ đã nới lỏng các yêu cầu về thu nhập và cho phép các mốc thời gian linh hoạt hơn. Bộ trưởng cũng cho biết trước đây đã nói rằng mặc dù chính phủ luôn mở cửa để cải thiện quy trình, nhưng hệ thống sổ số là cách công bằng nhất để quản lý việc nhập cư đoàn tụ gia đình. Chương trình tài trợ dành cho cha mẹ và ông bà năm nay sẽ có 30.000 suất. Một bản kiến nghị điện tử gửi tới Bộ trưởng Mendicino hiện đang mở để lấy chữ ký trên trang web của Hạ viện nói rằng việc chính phủ trước đây đã loại bỏ hệ thống sổ số là một sự thừa nhận rằng quy trình này có nhiều sai sót. Được trình bày bởi nhà phê bình nhập cư đảng NDP Jenny Kwan, kiến nghị kêu gọi chính phủ giải thích quyết định quay trở lại hình thức sổ số, công bố tài liệu về tham vấn dẫn đến sự thay đổi này và thực hiện nghiên cứu để tạo ra một quy trình nộp đơn tốt hơn, công bằng hơn. Sau đây là cập nhật về đồng đô la Canada và giá vàng. Đồng đô la Canada tăng mạnh nhất trong 7 tháng khi giá dầu gia tăng. Đồng đô la Canada tăng lên mức cao nhất gần 3 năm so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba khi giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, tăng gần 5% và thị trường Wall Street phục hồi. Đồng loonie được giao dịch cao hơn 0,8% ở mức 1,2670 so với đồng bạc xanh, tức là tương đương 78,93 cent Mỹ. Mức tăng lớn nhất kể từ ngày 1 tháng 6. Đồng Canada bị áp lực vào thứ hai do việc bán tháo ở Wall Street, nhưng đã chạm mức mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2018 ở mức 1,2656. Michael Gosko, giám đốc rủi ro doanh nghiệp tại Western Union Business Solutions cho biết, đồng đô la Canada đã phục hồi tất cả các khoản giảm và hơn thế nữa từ phiên giao dịch hôm thứ hai.
Động thái này được thúc đẩy bởi giá dầu và hàng hóa tăng, cùng sự phục hồi của thị trường chứng khoán. Giá dầu thô Mỹ giao sâu tăng 4,9% ở mức 49,93 đô la Mỹ một thùng sau khi có tin Ả Rập Xê Út tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu của mình. Lợi tức trái phiếu chính phủ Canada cao hơn. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3,4 điểm cơ bản lên 0,711%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì đồng đô la Canada bằng 0,7870 đô la Mỹ theo Bank of Canada. Trong khi đó thì giá vàng chạm đỉnh 2 tháng khi nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc đua ở Thượng viện Hoa Kỳ. Giá vàng đạt mức cao nhất trong 2 tháng vào thứ Ba do đô la Mỹ xuống khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ ở bang Georgia xác định đảng nào kiểm soát quốc hội và triển vọng của gói kích thích tài chính bổ sung. Vàng giao ngay tăng 0,1% lên mức 1.944,91 đô la Mỹ một ounce vào lúc 10 giờ 13, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 9 tháng 11 ở mức 1.947,96 đô la Mỹ. Giá vàng giao sâu của Mỹ tăng 0,2% lên mức 1.950,10 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 5 tháng 1 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như để chương trình có thể được tiếp tục. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Một năm mới thật nhiều hạnh phúc và may mắn phát tài. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.